Có nhiều bạn đã hỏi mình là hàng ngày vào buổi sáng thì có nên cạo rêu lưỡi không? Thì theo quan điểm y học thì chúng ta không nên cạo rau lưỡi các bạn nhé. Thì sau khi mình chia sẻ nhiều các video về xem lưỡi thì nhiều bạn cũng đã hỏi mình là về về cạo cái rêu lưỡi. Thì theo quan điểm của Đông y, đặc biệt là môn Thiệt Trần, thì cái rêu lưỡi nó phản ánh về cái đặc điểm bệnh lý cũng như sinh lý bình thường của tạng phủ trong cơ thể biểu hiện ra bên ngoài lưỡi. Thế nên do vậy các bạn có cạo đi thì nếu mà bệnh lý vẫn còn thì hôm sau cái rêu lưỡi nó vẫn sẽ dày lên như vậy hoặc nó vẫn bẩn như vậy. Thế nên là các bạn cũng không nên cần phải là cạo rêu lưỡi làm gì cả, bởi vì có cạo đi mà bệnh lý chưa giải quyết thì nó vẫn còn. Đấy là cái chia sẻ của mình. Thế nên do vậy là các bạn chỉ cần vệ sinh răng miệng và trước khi ăn thì súc miệng. Ví dụ mình lấy cái ví dụ tiêu biểu như là sau khi ăn bữa tối, một cái bữa thịnh soạn ấy, chứa nhiều các rất đạm, chất béo, thì hôm sau các bạn sẽ thấy lưỡi của các bạn bẹp nhớp, rêu hơi nhớp nhớp. Nhưng khi mà các bạn súc miệng và cái hệ thống tiêu hóa mình được đào thải các cái chất đạm nó ra thì lưỡi các bạn lại trở lại bình thường. Nên do vậy theo khuyến cáo của bác sĩ thì và đặc biệt của mình thì các bạn không nên cạo rêu lưỡi.